Xin chào các bác anh chị nha Nay em lại tiếp tục ra vườn Quay cho bác về cái cây thông đỏ này Thì hiện tại bên em Lại tiếp tục Ươm những cái giống thông đỏ khỏe mạnh Để phục vụ đi cho bác này Thì em cũng xin phép giới thiệu qua cho các bác Thì cái cây giống thông đỏ Hay cây thông đỏ Là một dòng cây gỗ quý hiếm Cũng là một dòng cây dược liệu Có rất là nhiều tác dụng Tốt đối với sức khỏe đấy cái cây thông đỏ này thì hiện tại ở trong tự nhiên thì đang bị khai thác quá mức à, hiện tại thì thông đỏ thuộc diện bảo tồn của việt nam nhé đấy à, hầu như các cây thông đỏ ở trong rừng à, thì hiện tại đang được bảo vệ rất là nghiêm ngặt đấy à, cùng với đó thì cái cây giống thông đỏ hiện tại thì đang được khuyến khích trồng để bảo tồn Nguồn gen quý hiếm của Việt Nam. Đấy. Ngoài ra thì cái thông thông đỏ này còn có hiệu quả kinh tế rất là cao đối với người trồng. Đấy các bác nhìn này, những cái cây thông đỏ của bên em này hiện tại thì đang rất là khỏe, thẳng thoát thân, đẹp. À, kích thước trung bình sẽ rơi khoảng từ 50 cho đến hơn 60 cm. Đấy. Ở à, cái nô này thì bên em đang Ươm đang lên rất là đẹp rồi này Đây các bác nhìn này lá xanh mướt này Đấy đầu năm Tranh thủ thời điểm đầu năm thì các bác Lên trồng những cái dòng cây này nhé Những cái dòng cây này thì Các bác trồng đầu năm thì phát triển Rất là khỏe mạnh Đấy ừ, Chỗ này thì bên em cũng không có số nước nhiều đâu Chỉ được khoảng độ Hơn nghìn cây thôi Đối với những dòng khác thì có thể à, số lượng cây có thể lên hàng vạn Nhưng đối với những cái dòng gỗ quý này thì à, số lượng nó sẽ bị à, giới hạn đấy các bác nhé Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến cái cây à, giống à, à, thông đỏ Tây Nguyên thì có thể à, liên hệ cho em nhé Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều các dòng cây gỗ quý khác à, các Bác nào quan tâm đến dòng nào thì có thể à, liên hệ cho em nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau